liên tục trình ngon trình gầy của dì quán khách một rất xích đòn cho vật tù được mang tên Khi rừng thu thay lá. Xin mời dì cùng lắng nghe. Trần Mi Mi, anh không còn lời nào đi đôi với em nữa hay sao? Còn nói gì để nữa ly ơi, rồi đấy kìa hoa sẽ đưa nàng về đất Quảng Lai. Ở nơi đó nàng sẽ sống ấm êm với cuộc đời hạnh phúc, rồi nàng sẽ quên dần bao kỷ niệm ngày xưa. Đưa sương gió đầu người con gái đến tuổi mộng mơ bao năm chờ tạng đời, mà giờ đây phải cắn chặt môi nuốt lệ thương đau để nhìn người yêu gần trong gang tấc, mà chẳng tốt lên được lời tha thứ đấy rồi mãi đây chẳng còn gần nhau, mỗi người một nơi xa xôi cách trở biết tìm ai đâu tỏ nỗi đau sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hồn cô lâu thêm chạnh lòng hoài cảm với hoàng hôn mờ quyến mái nhà xưa. Tôi sẽ đứng trên một cơn đa nhỏ mắt hướng về phương ấy mịt mù xa núi rừng xanh cô mình trong sương xám nhớ thương ai nhớ thương ai mà chạy xe tâm hồn đi bút bên nhau còn gì đâu nữa. Hãy subscribe cho